Xin chào các bạn. Đây là cái thùng xốp nuôi cá bảy màu với cá kiếm của mình. Cái thùng này thì cũng nhỏ thôi các bạn. Bề ngang là 4 tấc, bề dài là 6 tấc. Thì cá này đẻ rất là nhiều. Mình nay mình làm clip này chia sẻ với bạn các bạn cách sao nuôi cho cá nó đẻ con nhiều, ít bị chết chứ ít bị cá lớn ăn các bạn. Thì đây là cái nãy giờ mình vớt lên hết, hầu như chắc gần hết luôn cá trong hồ ra các bạn. Thì cá con chắc cũng còn sót chút đỉnh trong hồ thôi. Các bạn nhìn thấy không? Cá cha cá mẹ thì cũng không nhiều đâu, nhưng mà các bạn thấy số lượng cá con không? Rất là nhiều. Cái này hồi nãy mình vớt luôn mấy cá bự luôn, sẵn tại bữa nay mình làm vệ sinh luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không, số lượng rất là nhiều. Thì để cho cá con mà nó còn nhiều vậy thì các bạn lưu ý mấy điểm là: thứ nhất là các bạn phải trong hồ cá mình nuôi là phải bỏ cây thủy sinh cho nó tương đối nhiều để cho cá cha cá mẹ nó không ăn cá con. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn cho ăn thì đây mình cho ăn cám thôi các bạn, cám công nghiệp bình thường thôi. Thì ngày cũng phải cho ăn ít nhất 2 lần các bạn. Chứ các bạn cho ăn ít quá cá lớn nó đói nó ăn cá con. Rồi cái còn cái nữa là các bạn, như nãy các bạn thấy lúc mình vớt cá nó có, mình có mấy cái chậu mà để mấy cái đá đó. Thì cái đó là để cho vi sinh nó ở, để cho nước nó trong với lại chất lượng nước nó tốt á. Thì nó lâu bị ô nhiễm để cho cá con nó khỏe các bạn. Mình đang bắt bớt mấy cá bự trả về hồ lại để đầu ngắm mấy cá con. Mấy cá kiếm giờ này cũng quá trời bự. Rồi thay nước nữa các bạn, còn cái nữa thay nước. Tại cái này nếu mà các bạn làm nuôi mà các bạn dùng lọc á, thì nó sẽ hút hết cá con, không còn cá con cho các bạn đâu. Lọc là nó sẽ, máy bơm nó sẽ hút hết cá con luôn. Bởi các bạn nuôi nếu mà muốn có cá con nhiều các bạn phải không xài lọc. Không, thì khoảng cái này chắc khoảng tầm khoảng gần tháng là mình phải, ít nhất khoảng gần tháng mình phải thay nước lần các bạn, để hút cặn bẩn á. Bữa nay là mình cũng sẵn show hàng mấy em nhỏ này là mình thay nước luôn á các bạn. Có mấy con cá bảy màu nhưng nó không thần chủng, cá của bảy màu của mình màu vàng nhưng mà nó đẻ có mấy con màu đen nè. Không, mình sẵn mình bắt ra luôn. Thì cái này thì người ta nuôi thần chủng thì cũng, mình nghĩ chắc cũng cách vậy thôi, người ta tuyển lựa lại từ từ thôi các bạn. Cái này mình cũng vậy,
bữa trước mình sinh được cũng mười mấy con chục con cái màu vàng á, mình thả vô đây nè, giờ nó đẻ có cả con màu đen, nó có mấy con trống bây giờ nó đã lên màu lên đuôi luôn các bạn thấy không, nó màu đen đó. Giờ mình sẽ bắt mấy con này ra, thì mình nghĩ chắc trong vòng khoảng 2-3 tour gì nữa mấy cá con nữa thì nó sẽ thành chủng con màu vàng thôi. Sao bạn nhìn thấy không, còn cái con quá trời luôn, cái này mình nghĩ là quay hơn cả trăm con á. Cái thùng thì các bạn thấy cái thùng xốp nhỏ thôi, 4 tấc 6 tấc thùng nhỏ thôi, nhưng mà mình nuôi thấy không, được số lượng cá con rất là nhiều. Cái này còn nhỏ thì có thể mình bây giờ mình thay nước giãn giãn, nhưng mà khi mà các bạn nuôi lớn chút xíu nữa thì nên cũng thay nước thường xuyên thì nó cá nó khỏe hơn không, nó ít bị chết. Cá kiếm các bạn thấy không, cá kiếm mà cá với bảy màu vàng á, cá kiếm là các bạn nhìn thấy mấy con đỏ đậm đậm là cá kiếm á, còn mấy con hơi lật lật hơn chút mà cũng vàng thì là cá bảy màu. Còn mấy em đen này thì thôi cho nó ra đi, lát mình sẽ thả nó vô cái hồ lớn, hồ mình nuôi cá koi á, hồ đó thì cá bảy màu đen của mình nuôi trong đó đó, giờ nó cũng đẻ cũng khá nhiều dưới đó nè, lát chút xíu gì mình xuống dưới đó mình quay cho các bạn coi. Đã không, số lượng quá trời luôn, đối với một cái thùng nhỏ gì mà các bạn nuôi đẻ nhiều vậy là tính ra là mình nghĩ là đẻ là nhiều đó các bạn. Tại cá bảy màu này nó không phải như cá beta hay cá sim, nó thở ở trên mà nó thở trong nước đó các bạn, mà nước mà không tốt, chất lượng nước mà không tốt, có cây thủy sinh đồ không nhiều là cá nó chết bớt nhiều lắm các bạn, nó không còn nhiều đâu. Mình bắt mấy con đen qua đây, lát mình chuẩn bị tiễn nó đi chỗ khác. Đó, để bên thao màu đỏ nè, còn mấy em nhỏ này ở đâu mình chuẩn bị mình thả vô đây lại. Đây, để vô đây cái đáy hồ nó màu đen này, giờ mấy ảnh hiện hình lên ha, các bạn nhìn thấy không, nó hiện màu lên, các bạn nhìn thấy đã không. Đó. Cái này chắc đừng nói 100 con, chắc mình nghĩ hơn 100 con á, nhiều lắm ha, các bạn nhìn thấy không, nhóc quá trời luôn rồi thấy không. Ồ, nhìn cái này chắc phải trò hết quá chứ, nuôi về bữa nó bự nữa chịu gì nổi. Quá trời luôn rồi thấy không, đã không. Thì mình nuôi cũng không có xài thuốc men gì đó các bạn, chỉ giống như giả lập môi trường tự nhiên cho nó các bạn. Các bạn trồng cây thủy sinh nhiều thôi là mình nghĩ là nó sẽ phát triển tốt thôi. Các bạn xài nhân tạo, xài này nọ nhiều quá, nhiều khi nó lỡ mà mấy cái thiết bị nó trục trặc cái gì cá chết không. Các bạn này chủ yếu bạn nuôi bèo, nuôi rồng thì nhiều, các bạn thả vô không là tự nhiên cá nó mạnh khỏe thôi, nó y như môi trường ngoài thiên nhiên. Đã không? Đó, quá trời luôn các bạn thấy không? Cái thùng thì nhỏ xíu mà cá giờ quá trời luôn. Mà cái này chắc không biết nó lớn nổi lên hết không, nhiều quá. Cái này muốn giữ số lượng này chắc phải kiếm cái thùng bự hơn nữa để nuôi các bạn. Thấy không? Cá cha cá mẹ có mấy con thôi mà giờ cá con quá trời luôn. À quên, còn cái nữa các bạn cho ăn á, các bạn cho ăn thức ăn cho dư dương chút xíu, tại vì cá lớn nó ăn xong nó còn dư thức ăn để cho cá nhỏ nó ăn. Tại cá nhỏ này thì nó chỉ ăn rỉa rỉa mấy viên cám thôi các bạn, chứ nó không ăn nổi nguyên cái viên cám, bởi các bạn phải bỏ thức ăn cho nó thừa thừa chút xíu để cá con nó ăn, nó còn lớn nữa không. Rồi giờ mấy em đen đó giờ mình sẽ đem xuống mình cho vô hồ cá coi. Hồ này lúc trước mình thả chắc cũng khoảng hơn 20 con cá bảy màu đen đen dưới này nè. Này là thấy tụi nó cũng ở trong hồ này cũng khá là tốt đó các bạn. Này đẻ con cũng nhiều lắm.
đó, cá con đen đen các bạn thấy không, đó đẻ xanh con rất là chiều. Để mình nó nằm ở bên góc bên đây nhiều nè, nó các bạn thấy không, nó có cái màu đó, cá con nó cũng đẻ khá là nhiều. Rồi mình sẽ cho mấy cái em đen nó về chỗ này, vô đây. Hồ này thì hồ cá coi có hệ thống lọc với nước khá trong. Rồi giờ đây đổ xuống, bổ sung nguyên số cho cái hồ này. Rồi, thôi clip tới đây hết. Chào các bạn ha.